Em chỉ bán hàng qua website nha, không có bán qua Facebook và fanpage. Mua Facebook hay fanpage thì đừng có vô đây chữ vô cái bảng mặt em. Nhờ đại ơn đại phước của anh Dách mà giờ mình hết đi cướp ăn bóc luôn các bạn. Mình định là qua bên kia lâm le cái bùa xanh của gừng bên kia đó các bạn. Nói cái thứ điều mà nó chắc cái nịt là nó sẽ lấy được cái bùa của người ta vậy ha các bạn á. Lỡ hên rồi sao bà con? Hên lỡ qua bển mình lấy được cái bùa xanh rồi sao? Còn xui thì sao các bạn? Thì nó đè nó quánh má nhìn không ra chứ sao? Thì nó chỉ có vậy thôi các bạn. Đúng không anh Dung Cá Béo? Anh Dung Cá Béo làm gì đây? Sao mà chạy được? Nó chạy cái quần đùi chứ chạy. Ừ hay quá nơ u là chờ. Ừ khó vậy mà anh cũng làm được luôn á ta ơi. Ơi. Anh làm một pha tóc biến, ta nói đập mặt vô tường, lật ra té, ta nói dảnh cái bụng lên luôn ha các bạn ha. Trời ơi, tóc biến mà để tóc biến đập mặt vô tường vậy. Này như bạn em hay sao bà con? Dù cái béo bạn em cốt em hay sao á? Tại vì sao bà con? Em cũng hay đập mặt vô tường bằng cái tóc biến á. Ok, con về để tránh cái tình trạng chơi game mà không có chịu chào bà con nữa. Cho nên là bây giờ là hú le, ekipati, anyaseo, sawani, cặp đu cậu là mà welcome chú mai chơi rồi chờ néo funny gai mình ti gì của em nha. Ừ ở đi vô nhà em nó ghê gớm, kiểu này là phải gom ghế ra tán không trượt phát nào ha các bạn ha. Lật cái bảng mặt nó lên bát bát trời đất ơi, tao nấu quánh hai thằng nằm xả lai luôn ha các bạn ha. Nó vô nhà em á, nó chơi cái giọng cha giọng mẹ nó ra ha bà con á, đích thị luôn mà con thấy không, bé Lai là gì, nhân vật nữ đúng không, Giúp Cơ là nhân vật nam đúng không. Thì nó vô nhà em nó bày đặt nó chơi cái giọng mẹ giọng cha nó ra bà con, em quánh nó thấy cái bạn đếm số là cái gì luôn ha bà con á. Đêm mong cố nậu vậy nè nè gình hả mày ấp áo bờ nhây. Thôi đừng cười quê người ta các bạn, tội nghiệp người ta lắm không, đừng cười quê người ta. Vợ đang chửi nhau vậy đó, đang chửi nhau vậy đó các bạn. Nếu là em cũng chửi nữa. Tại vì em đang solo kỹ năng mà các bạn. Qua đó là nó đang solo kỹ năng với lại Odeon chung cùng máy đúng không. Đâu nhậu khỉ đâu ra gõ cái bóc. Trời đất ơi đậu bắp cái chữ đừng có nói tới. Không mà mặc dù mình nói thiệt, nếu mà mình là cái pha như cái thằng Ga Dách đó, thì ngay tại bây giờ nếu mà mình có tốt biến là mình đạp thẳng quạt mặt nhậu khỉ luôn các bạn. Mình nói thiệt nếu là mình nha, còn kia chắc nó không chơi bấy rồi. Thôi vậy khỏe các bạn. Ấy chà ố là lá. Thôi ơi mày nhìn tao giống sợ mày không mày? Bà con nhìn thấy giống không? Nếu bà con thấy giống là đích thị là vậy trời nữa. Em không sợ nó bay vô đập nó rồi. Mệt chiêu cuối rồi phải không? Vậy thì bây giờ tao sẽ tiễn hai thằng mày. Anh ơi đừng quánh nữa anh. Anh ơi. Nhiều ký vậy. Vừa không có bán ký mấy ông cố nội ơi. Vừa với quơ em bán cháy không à. Này thì đôi cấn, này thì đôi lụm. Nó trụng em luôn nha bà con nha. Không theo, không theo. Má cái đồ quỷ này đậu xanh chết, cắm đầu ra chết nữa. Chứ gì trơn chọi nha bà con nha. Má cái đồ quỷ này. Ừ nghe câu này thấy quen quá quen luôn ha bà con nha. Bây giờ chúng ta thọt rồi thì sao? Thằng gừng bên kia nó múc ở dưới rồi. Thế thì bây giờ mình phải tranh thủ chứ đua bà con. Nó không ăn cái bùa đỏ của nó thì để mình. Chứ để không như vậy chi trời uổng dữ lắm nha. Nhưng mà bà con nhớ nha, trước khi qua nhà người ta cướp and bóc thì chúng ta phải sao? Nhà có chó không anh ơi? Ông để cướp lẹ nè, chứ để không đang cướp bùa gần chết. Anh dắt anh vô anh đá một cái rồi bắt công anh đè em đập anh lắm nha bà con. Lúc đó mặt nó công là tội nghiệp anh lắm. Nhưng mà bây giờ anh đang bị đập rồi, anh đang bị quýnh lên bờ xuống ruộng nè bà con nha. Thế thì bây giờ bà con thấy rồi đó, thằng gừng của bên kia mình không biết nó đang ở đâu nha, mình không kè các bạn. Thằng gấu chó thì nó bút dưới kia, ở trên này thì nó chỉ có hai thằng thôi, mà bây giờ ngay chỗ này của mình là có bốn thằng các bạn. Thì các bạn thử nghĩ đi, với cái pha này mà băng trụ vô một cái thì như thế nào các bạn. Anh nói đậu ngủ thì không kịp cái đậu xanh. Không sao bà con nha, mình tua cái kèo này
thì mình bay cái keo khác chứ chuyện đâu cả nè. Bây giờ để thằng nào mở hàng vô trước nha. Thằng nào? Có người vô rồi kìa. Búp. Ôi ôi giọt anh em ơi, giọt rồi. Một thằng dướng lại các bạn ha. Anh dách bên kia gò bộ tánh nóng mà kỹ năng cao quá nhờ. Mình coi mình né né anh ra nha bà con. Chứ đây không mình lên, lên rối anh xuống chỗ cái đậu xâm thọt cắm đầu luôn các bạn. Vậy là không được rồi, mình là đang gọi là đang anh ơi. Ủa hên quá, nó đá cái gì á các bạn ơi. Nó đá, đá lùi lại cho chúng mình rồi. Nó đá thẳng lên kia luôn ha. Được. Ừ ơi, không có đâu ha anh ha. Hồi nãy chẳng qua là lỗi kỹ thuật tai hại thôi. Còn bây giờ anh nghĩ sao? Anh định lụm em hả? Không có đâu. Trời ơi, quên đi em. Em không có lên đâu mấy anh, đừng có mà mơ, đừng có mà mơ. Hồi nãy một lần chết là em đã good kinh nghiệm rồi bà con. Nhớ không? Nãy chỗ này nè bà con, đó, chỗ này nè. Đó. Good kinh nghiệm chứ. Mình vô mình chơi mấy nó nữa, tội nghiệp mình chứ không gì hết trơn, chầu gì hết á. Nhưng mà nói nào ngay cho bà con. Cái skin này bà con biết là cái skin gì không vậy? Tây Thiên Ma Hầu hay gì á, mình nhớ mà các bạn, nhớ. Tại biết sao không? Bữa giờ ngày nào mình không làm clip dạng này mà làm được. Đó, ừ. Bắt dạy nữa nè, đậu bắp nó qua nhà người ta cứ bảo quên hỏi nhà cho mà đó. Cúp xong bùa này cắm đầu chạy các bạn ơi. Đứng vô đá, đá đừng có nó tới luôn á. Ừ ơi, vô tình chúng ta đã lụm thêm được cái bùa xanh ha bà con ha. Nó chỉ con bé đó. Bây giờ thì chúng ta farm lẻ lẻ để kêu mít vô lấy bùa. Tại sao các bạn? Tại vì mình có bùa rồi. Mình là người đồng bọn có tâm mà các bạn. Mình có bùa rồi thì mình sẽ nhường cho người khác. Đặc biệt là Orion bây giờ nó rất là cần cái bùa xanh. Orion ơi, Orion không ăn mình ăn các bạn. Ơ kìa, cái trụ nó bỏ kìa bà con. Vậy thì trời ơi, cái gì vậy ông cứu lậu ơi, thiệt chứ định đi vô khóa lén mà ở đâu xuất hiện vậy nè. Rồi xong lụm nó. Nó châu đập lâu nó cũng chết mà các bạn ơi. Phúc. Ôi ôi, trời ơi, vua cà béo nè, cái đậu xanh đó. Thôi bỏ ra bà con nghe. Cái tường dày quá chứ bộ đâu phải lỗi tại em đâu mà. Đúng anh vua cá béo ơi. Gì vậy anh ơi, nói. Trời ơi. Trời ơi, nó hù em. Em hết hồn, em mới bấm quả cầu quá thương đó bà con. Rồi xong. Nó hết quả cầu băng xương mà bây giờ nó định ao bờ nhây hai anh em. Mày giống mấy ao bờ nhây. Ôi ôi. Tính ra mình với lại vua cá béo xui ha các bạn ha. Không sao các bạn, kể từ bây giờ mình với Yuka béo là đôi bạn cùng tiếng các bạn ha. Hai thằng đếm số cùng phút cùng giây luôn các bạn. Đó. Không sao các bạn ơi, mình thua cái kèo này thì mình bày kèo khác chứ chuyện đâu còn căng. Mà các bạn cũng biết rồi, team bên kia là đa số tụi nó toàn là máu mỏng không hè. Mà mình là đang quánh nhậu khỉ mà đi gừng nữa các bạn. Trời ơi, các bạn có biết là khi mà nhậu khỉ đi gừng mà có cái thanh kiếm với lại cái song đao bảo tép rồi thì cái đánh ra chí mạng thì nó sẽ như thế nào các bạn? Thì ghê lắm đó các bạn ơi. Khi mà lên được cái song đao bảo tép rồi thì quánh nổ chí mạng ta nói nó bốc bốc thôi các bạn ơi. Mấy thằng máu mỏng này gõ nó chừng 2-3 gậy là nó chết nè. Với ai mà nhân phẩm tốt nha các bạn. Còn mấy thằng nhân phẩm mà nó đen cái mõm chó thuộc dạng như mình nè các bạn, ta nói gõ có khi 5 cái người ta chưa chết. Nó ra chí mạng nó mà chết các bạn. Nhưng đó là cái lý thuyết thôi. Thực hành mà chúng ta hên hên ra nổ khoảng tầm mà như gõ hả hai cái mà nổ hết chí mạng thì coi như mấy máu mỏng là nó muốn chết rồi các bạn ơi. Gõ cái thứ ba là nó knock out rồi. Mà con nhậu khỉ bây giờ các bạn, các bạn combo skill nó kiểu nó không có còn bị khựng như ngày xưa đâu. Các bạn dùng chiêu một của ông tàn hình gõ cái bốc, một chiêu cuối có cái bốc, chiêu hai có bốc. Trời nó lẹ lắm các bạn, nó mượt mà các bạn không thể nào tả được luôn á. Các bạn phải dùng. Rồi thôi xong. Em mới thấy dù cá béo nó với cái len này nè. Nó mà ra nó chen cái đàn lính này dưới đây ha. Em lụm nó cho bà con coi. Ai khô đứng hình mất 5 giây. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Vậy rồi. Vậy cái pha cơm bánh này chúng ta sẽ dùng cái gì? Chiêu 1 có cái bóng chiêu 2 có bóng chiêu 4 có bóng. Úi giờ ơi. Không đủ đám. Trời ơi, chí mạng đâu. Dùng ngọc 36 sát được chí mạng. Cái thanh kiếm song đao bảo tép có rồi. Ôi ơi, cái đậu xanh. Không sao các bạn. Đây là một cái tình huống mà rất là nhiều bạn chơi vị tướng nhậu khỉ này và đã gặp phải tình trạng này.
là không đủ chỉ bằng. Không sao cả, chúng ta sẽ bằng lại. Chết, cấp đâu là chết đưa. Chỉ đồng căng nữa bà con nghe. Chẳng qua là thọt nam thôi. Thọt nam thôi. Đậu bắp. Ơi, khổ quá mấy cha má ơi. Khổ quá. Không sao các bạn. Bây giờ thì ôi đừng nói đang farm, đàn lính đang xuống cái đậu xanh. Anh đi du cà béo, anh chặn đường quánh mình sao ta. Thôi, để cho an toàn thì chúng ta đi đường dưới. Đi đường trên, bọc ra cái gảnh nước rè nó quánh xanh bệnh nữa, bắt không lắm bà con ơi. Khổ lắm rồi. Ú giời ơi. Ý. Đàn lính này chạy lên nè. Thằng du cà béo kìa. Vậy thì mình sẽ núp bụ ở đây. Để tao coi đậu xanh lần này ha. Mày chạy bằng cái đường mô. Chạy hả mày? Lần này đủ đam nha mấy cha má. Ê ghê chưa? Cái pha này là đủ đam đó bà con đấy. Bởi khi mà chơi dị tướng nhậu khỉ thì chúng ta không có đối chiếu được cái điều quần đùi vậy đó. Nổ chí mạng thì mới đủ đam mới chết người ta các bạn. Còn không nổ chí mạng thì như nãy các bạn thấy rồi. Chặn đầu đứng canh thằng du ca béo đó bà con không? Cứ quánh đậu xin quánh thấy thương luôn mà. Ê mấy ông cứu nội kia đừng giỡn vậy nha. Không giỡn vui nha. Ơi đang tà thần nha bay nha. Thôi nha. Té. Trời ơi hên quá. Em kêu ngay ra tè bà con. Kêu phụ em biết ra lỡ đậu xanh tao mới lị vô hút em sao bà con. Mấy này nó chơi mấy pha mà đậu xanh thiệt chứ Hollywood không à. Mấy cái tình trạng như vậy dễ bị mất tà thần lắm nha các bạn. Hên á là hồi nãy mấy thằng kia như là nó không để ý thấy đó các bạn. Chứ nó để ý thấy là nó bay vô nó lụm mình rồi. Thấy ghê quá à. Ừ bây giờ để coi nha. Bây giờ là 11 phút mấy rồi mà nhây không được các bạn. Tại mình không phải là bét húp đà bẹt cái vị tướng nhậu khỉ này. Mình sợ mình nhây mình như với tụi nó mình chịu không nổi. Bây giờ mình chỉ canh là mình bắt lẻ thôi. Thằng nào mà nó đi à, chẳng hạn như pha này nha các bạn. Đó Orion nè à, làm mồi phải không. Rồi xong. Xong rồi nè. Xong thiệt luôn. Hai thằng nói dảnh cụ tội rồi. Bây giờ bên kia các bạn thấy đó. Nó còn ai. Thằng Joker chuẩn bị ra phải không. Để tôi coi nó đép trụ bằng cái đường quần đùi gì. Rồi vua cá béo hết chiêu cuối luôn rồi. Lụm nó anh em. Trời ơi hay quá vậy. Mẹ lai đậu bắp nó thiệt chứ nó quăng cái chiêu cuối ra câm lặng không có lết được luôn á các bạn. Các bạn thấy để pha đó kỹ nha. Không dùng skill được luôn. Thì ghê thiệt. Chứ không là cái pha đó là không nào cản được cái sự ăn hôi của mình rồi các bạn ha. Hai máu mỏng nó đứng kế bên thấy bà đậu xanh phái chạy miếng chạy nước miếng. Rồi không để bà con phải chờ lâu hơn nữa. Ở thì đây là cái bu đồ mà mình sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay đấy nha. Nếu như các bạn không thích dùng cái kiếm Mura Mã Xà thì cũng có thể dùng cái nanh Fanny cũng được đó. Và còn đây. Ai ơi. Ê gì hết cơn. Anh làm gì hết cơn. Ấu cánh bắn ai. Mày giống mày bắn nữa đó lụm. Orion chạy lẹ như ta. Nó có chiêu nó chạy, bởi vì nó chạy lẹ các bạn, mình còn chiêu đâu chạy. Pha này dở rồi, pha này bậy rồi. Biết bậy, biết dở là muộn quá rồi. Không sao các bạn. Tranh thủ cơ hội đếm số về mình nói tiếp phù hiệu ha các bạn ha. Ở thì đây là phù hiệu của mình nè. Nếu như các bạn cảm thấy clip của mình nó vui, nó hài, nó mắc cười hay sao đó các bạn. Nếu các bạn thích clip này, hoặc là các bạn thấy chủ kênh nó mắc cười quá đi. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ chủ kênh nha. Rồi các bạn mến chủ kênh hơn nữa. Ngay tại bây giờ không biết là bà con có thể tặng cho chủ kênh xin đột xin một nút like được không bà con. Mình đội ơn các bạn nhiều nha. Ê nhớ chừa cho thằng hai thằng bay. Ôi được vậy rồi. Ở bên lì chạy được không? Không chạy được luôn rồi. Còn con Joker à. Joker rồi xong luôn. Còn nào nữa đâu. Thôi vậy thôi để giả bộ làm lính luôn chứ giờ sao giờ các bạn. Đàn lính lên nè, mình dẫn xe luôn nha các bạn. Dẫn mấy lính này lên luôn đi bạn ơi. Lính bự nè các bạn, lính bà lết chứ giờ con quần đùi gì nó đâu chơi. Đập chủ ơi, đập chủ quá chẳng mới luôn đi. Đậu bắp đó các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều nha, vì nãy giờ các bạn đã dành thời gian quý báu của bạn ra để xem clip ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Ai mua điện thoại không? Điện thoại iPhone giá rẻ. Bà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng thì nhớ ghé qua Tân Voi shop của anh Tân Voi tại đường Trần Văn Đang quận 3 đi bà con. Mua điện thoại tặng cái bịch.